Thưa quý vị, chào các bạn, trong những năm qua, công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia là một nhiệm vụ quan trọng trong mục tiêu phát triển giáo dục của huyện và đã trở thành nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phước Long đã tập trung các nguồn lực thực hiện nhiều giải pháp xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, xây dựng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, góp phần thực hiện tốt các tiêu chí về giáo dục trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2020, trường mầm non Sơn Ca, thị trấn Phước Long được xây dựng và đưa vào sử dụng. Năm 2021, trường được tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Đây là niềm vui lớn của cô và trò nhà trường, đặc biệt là người dân trên địa bàn thị trấn. Với hệ thống khuôn viên phòng học sạch đẹp, khang trang, đồ dùng đồ chơi thân thiện là niềm vui đến lớp mỗi ngày của các bé. Để có được cơ ngơi như hôm nay là sự nỗ lực của tập thể giáo viên nhà trường, sự đồng lòng của người dân và sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương về việc quyết tâm thực hiện thắng lợi các tiêu chí về trường học đạt chuẩn. Được công tác trong môi trường khang trang cũng là niềm vui và là điều kiện tốt để các cô nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ. Trong cái quá trình mà trường mầm non Sơn Ca thị trấn Phước Long đi lên để đạt trường đạt chuẩn quốc gia và đạt cái kiểm định chất lượng giáo dục đó, thì không chỉ riêng chị em mà tất cả các cái giáo viên trong trường đều có đóng góp công sức và cái tâm huyết của mình rất là nhiều. Từ cái việc đó là chăm sóc, giảng dạy, rồi đến cái việc là tạo cảnh quan môi trường, trồng cây xanh ở bên ngoài nhà trường, rồi chăm sóc giờ ăn, giờ ngủ và đảm bảo tuyệt đối cái an toàn cho trẻ trong cái thời gian ở trường. Thì em cảm thấy là đối với cô và trò ở trường thì những cái cố gắng để đạt được cái thành quả như bây giờ là một cái điều xứng đáng. Và tiếp theo sau thì tụi em cũng cố gắng trao dồi, bồi dưỡng cái kiến thức, cái khả năng của mình và áp dụng những cái chương trình giáo dục phát triển để đem vào giảng dạy ở trong nhà trường để duy trì cái thành quả đã đạt được và phát huy những thêm nữa. Trường mầm non Sơn Ca hiện có 11 nhóm lớp, 330 học sinh, 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn trở lên. Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp hàng năm đều đạt và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch giao. Tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đều đạt 100%. Với mục tiêu xây dựng trường mầm non xanh, an toàn, thân thiện, năm học 2022-2023 và những năm tiếp theo, trường tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non, thực hiện tốt công tác quy hoạch phát triển mạng lưới trường lớp, đặc biệt tiếp tục duy trì các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 và trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Thì đến nay đối với chất lượng trong giáo dục thì nhà trường luôn chú trọng duy trì, rồi quan tâm đầu tư chất lượng bữa ăn, rồi quan tâm đến cái chăm sóc giảng dạy, rồi áp dụng những cái mô hình phát triển trong cái tiên tiến của các nước để mình đưa vào như giảng dạy như tiếng Anh, rồi những cái phương pháp giáo dục mới để tiếp cận nâng cao chất lượng dần để duy trì và định hướng nâng cao chất lượng đạt chuẩn quốc gia trong thời gian của sắp tới. Đối với chất lượng bữa ăn thì nhà trường định hướng chất lượng cháo thì phải ăn ngon, đảm bảo dinh dưỡng đủ cái khẩu phần ăn của trẻ, và ngoài ra là ăn đầy đủ các cái thực phẩm phong phú như tôm, cua, rồi lươn, rồi các loại thịt mà phong phú cái bữa ăn cho trẻ, kích thích món ăn cũng như đảm bảo các cái mùi, màu và vị để cho các cháu hứng thú tham gia các hoạt động chăm sóc cùng cô. Rồi giáo viên mình thì hăng say thi đua, lập thành tích chào mừng các cái ngày lễ lớn, về nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục giảng dạy để duy trì cái chương trình học quốc gia và nâng cao mức độ cao hơn về cái kiểm định chất lượng giáo dục cấp 4. Năm học 2022-2023, trường tiểu học A xã Vĩnh Phú Tây có tổng số trên 600 học sinh với 21 lớp. Với hệ thống khuôn viên rộng rãi, thoáng mát, lớp học sạch đẹp, khang trang, phòng học, phòng chức năng được trang bị đầy đủ, đảm bảo phục vụ việc dạy và học của thầy trò nhà trường. Cán bộ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn đạt 100%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. Năm 2021, trường tiểu học A xã Vĩnh Phú Tây được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cấp độ 2. Đây là niềm vui lớn của thầy và trò nhà trường, đặc biệt là người dân trong xã. Để có được kết quả đó là sự nỗ lực của tập thể giáo viên trường, sự đồng lòng của người dân và chính quyền địa phương chung tay xây dựng trường đạt chuẩn gắn với phát triển nông thôn mới kiểu mẫu, qua đó hoàn thành tiêu chí về trường học của địa phương. Trường tiểu học A Vĩnh Phú Tây thì đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3 và đạt chuẩn trường đạt chuẩn mức độ 2 vào tháng 3 năm 2020. Thì để được cái thành tích này thì trước hết thì là có sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, rồi là sự nỗ lực phấn đấu của các thầy các cô giáo, rồi trong nhà trường, rồi sự quan tâm của ban phụ huynh học sinh.
Thì tiếp tục duy trì cái vấn đề này thì trong thời gian tới thì chúng ta cần phải tập trung vào một số cái công việc. Cái công việc thứ nhất là cái thực hiện đảm bảo cái chất lượng giáo dục, hiệu quả của cái chương trình giáo dục 2018 đối với lớp 1, 2, 3 và cái chương trình giáo dục 2016 đối với lớp 4, 5. Thì để thực hiện cái chất lượng này mà có hiệu quả thì nhà trường có xây dựng cái kế hoạch giáo dục cho từng môn học. Rồi từ cái kế hoạch giáo dục của nhà trường thì có thể chỉ đạo triển khai cho các tổ chuyên môn xây dựng cái kế hoạch dạy học của từng tổ phù hợp với từng môn, rồi là phù hợp với từng đối tượng học sinh. Thời gian qua, trường trung học cơ sở Vĩnh Thanh đã được cấp trên và chính quyền địa phương quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Bằng nhiều giải pháp linh hoạt và sáng tạo, ban giám hiệu nhà trường đã và đang tập trung mọi nguồn lực để đạt kiểm định chất lượng mức độ 2, đủ điều kiện tái công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục một cách bền vững. Đồng thời cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực như tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục, đầu tư các trang thiết bị dạy và học, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Trước hết là làm chuyển biến, nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên về thực hiện các tiêu chí của trường đạt chuẩn quốc gia và trong xây dựng nông thôn mới. Từ đó, mỗi cán bộ, giáo viên thấy được vai trò trách nhiệm của bản thân trong việc tự học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Dạ, thì trong cái quá trình mà cùng tham gia vào cái công tác là xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường á, thì với vai trò là một giáo viên, thì trong cái quá trình mà giảng dạy á, thì bản thân tôi á, cũng có nhiều cái sự cống hiến cho nhà trường. Ví dụ như là tôi sẽ xây dựng cái kế hoạch bài học theo cái hướng chủ động tích cực sáng tạo của học sinh. Thứ hai nữa là về cái việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong cái quá trình giảng dạy á, thì sẽ ứng dụng một cách hiệu quả vào trong các cái nội dung bài học có cái chất lượng. Và cái thứ ba là thực hiện tốt cái công văn hướng dẫn số 1122 của Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ Bạc Liêu về cái việc là kiểm tra đánh giá đối với học sinh. Thì trong đó thì chú trọng thứ nhất là kiểm tra đánh giá toàn bộ học sinh thường xuyên về cái quá trình học tập trên lớp cũng như là qua các cái bài kiểm tra, và đặc biệt là thực hiện nghiêm túc cái việc là xây dựng đề kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ trong các cái trong năm học để thực hiện tốt cái công tác kiểm tra đánh giá một cách công bằng khách quan đối với học sinh. Nhà trường đã xây dựng kế hoạch rồi thành lập cái hội đồng tự đánh giá, qua đó thì sẽ triển khai kế hoạch rồi tập huấn nghiệp vụ cho các cái thành viên của hội đồng, thì tiến hành thu thập minh chứng rồi mã hóa minh chứng rồi hoàn thiện cái báo cáo tự đánh giá và đăng ký kiểm định. Thì qua cái thời gian mà nhà trường đã tự đánh giá thì đối chiếu với các cái tiêu chuẩn, 5 tiêu chuẩn theo quy định, rồi các cái tiêu chí và các cái chỉ số nằm trong cái tiêu chí đó, thì nhà trường cũng đã xác định được những điểm mạnh để tiếp tục phát huy, những điểm yếu sẽ tiếp tục cải tiến trong cái những năm học tới. Thì sau một cái thời gian, một quá trình chuẩn bị, việc mà tự đánh giá thì về cơ bản thì nhà trường cũng đã hoàn thành và sẽ chuẩn bị đón cái đoàn đánh giá ngoài đến làm việc chính thức với trường vào ngày 10 tháng 11 sắp tới. Còn về phương hướng tới để tiếp tục cải tiến, nâng mức độ, thì trước tiên thì trường cũng rà soát lại cái quy mô trường lớp, rồi sự phát triển giáo dục của địa phương, tham mưu cùng với lãnh đạo đảng ủy, ủy ban địa phương sẽ quan tâm nhiều cho giáo dục, rồi tranh thủ cái sự hỗ trợ dài hạn của ngành để nhà trường sẽ xây dựng cái kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường cho phù hợp. Những năm qua, huyện Phước Long được đánh giá là một trong những địa phương làm tốt công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, huyện đã có những đầu tư xứng đáng cho giáo dục. Đến nay, mạng lưới trường lớp được bố trí phù hợp, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập, chất lượng và hiệu quả giáo dục từng bước nâng lên. Hệ thống trường học được xây dựng khang trang theo hướng đạt chuẩn quốc gia. Cơ sở vật chất, trang thiết bị được quan tâm đầu tư đúng mức.
Hàng năm các trường lớp được đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi thường xuyên được bổ sung đáp ứng nhu cầu dạy và học. Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra, từ đó đã góp phần quan trọng vào quá trình triển khai, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Song song đó, các trường trên địa bàn huyện thường xuyên thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, rà soát các tiêu chí xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia nhằm duy trì, giữ vững kết quả, triển khai kế hoạch giải pháp thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ cao hơn. Từ năm 2019 đến năm 2022, thì huyện ủy, ủy ban nhân huyện đã tập trung cái nguồn vốn ngân sách đầu tư cho xây dựng cơ sở vật chất là lên đến 45 tỷ đồng. Riêng về mua sắm trang thiết bị dạy học cho cái phục vụ tối thiểu cho việc dạy học thì cũng hơn 4,2 tỷ đồng. Thì năm học này 2022-2023 thì về phía phòng dục đào tạo cũng tiếp tục là đã tham mưu với ủy ban nhân huyện là xây dựng và đã công nhận thêm 3 trường đạt chuẩn quốc gia. Và hiện nay thì đối với trường trung học cơ sở Vĩnh Thanh thì đã có quyết định của đoàn ủy ban nhân tỉnh là chuẩn bị về công nhận. Thì sắp tới thì công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng giáo dục cũng là nhiệm vụ là gắn với cái việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của huyện. Thì trong năm học tới thì đối với huyện thì sẽ đầu tư xây dựng thêm 3 trường đạt chuẩn quốc gia. Còn đối với những năm học tiếp theo thì những trường mà đã hết hạn công nhận sau 5 năm thì sẽ tiếp tục tái công nhận. Và đối với những trường mà có cơ sở vật chất đầy đủ điều kiện thì sẽ nâng chuẩn và nâng mức độ lên. Còn về để đạt được những cái mục tiêu trên thì về phía đặt ra cho phòng dục chúng tôi là nhiệm vụ sắp tới cần làm, đó là một là phòng dục đào tạo là xem xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là chìa khóa, là động lực. Thì hàng năm thì phòng dục đào tạo đều có xây dựng kế hoạch và các nhà trường căn cứ vào kế hoạch đó để thực hiện. Còn thứ hai là phòng dục đào tạo phân công lãnh đạo, chuyên viên phòng dục đào tạo thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở và đánh giá định kỳ. Trên địa bàn huyện có 40 trên 40 trường đạt các tiêu chuẩn, tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 100%. Tuy nhiên hiện nay thực hiện theo thông tư số 13 của Bộ Giáo dục ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, và thông tư số 14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông. Trong đó, để kiểm tra công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia có yêu cầu cao hơn, nên một số trường không thể đạt được chuẩn quốc gia. Do vậy, trên địa bàn huyện hiện còn 15 trường đã đến thời gian công nhận lại, nhưng chưa đủ điều kiện về cơ sở vật chất để đề nghị tái công nhận. Đây cũng là một thách thức không nhỏ, khiến ngành giáo dục huyện phải trăn trở. Cái công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia thì còn một số khó khăn. Mà cái khó khăn lớn ở đây là khi mà Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành cái thông tư 13-14 năm 2020 về quy định về cơ sở vật chất và các phòng học chức năng, thì ở đây phòng dục đào tạo gặp khó khăn. Thứ nhất là khó khăn về cái phòng học bộ môn là quy định cao hơn so với yêu cầu của thông tư cũ. Ví dụ như là phòng học bộ môn thì diện tích là lớn hơn, rồi là có phải đòi hỏi phải có nhà đa năng, rồi phòng học diện tích cũng phải rộng hơn. Rồi cái khó khăn nữa là một số trường ở trung tâm thị trấn, ở chợ thì do học sinh tăng cho nên là diện tích cũng bị thiếu. Thì từ đó đòi hỏi phòng dục đào tạo cũng phải tranh thủ tham mưu với lãnh đạo, huyện ủy, ủy ban để mà xin thêm, mở rộng thêm quỹ đất để cho đáp ứng nhu cầu. Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, kiểm định chất lượng, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, tin rằng ngành giáo dục và đào tạo huyện Phước Long sẽ sớm hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Chương mục Phước Long xây dựng nông thôn mới kỳ này đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.